Câu đố từ vựng tiếng Anh về các bộ phận cơ thể người. Phần 2. Bộ phận cơ thể này có tên tiếng Anh là gì? Leg. Là chân. Bộ phận cơ thể này có tên tiếng Anh là gì? Thigh. Là đùi. Knee. Đầu gối. Calf. Bắp chân. Ankle. Mắt cá chân. Heel. Gót chân. Foot. Bàn chân. Toe. Ngón chân. Toenail. Móng chân. Instep. Là mu bàn chân. Big toe. Ngón chân cái. Little toe. Ngón chân út. Phần xương khớp. Joint. Là khớp. Bone. Là xương. Cartilage. Là sụn. Ligament. Dây chằng. Tendon. Là gân. Những cơ quan trong cơ thể. Brain. Là não. Throat. Là họng. Windpipe. Khí quản. Esophagus. Thực quản. Lung. Là phổi. Heart. Là tim. Liver. Là gan. Muscle. Cơ bắp. Stomach. Dạ dày. Intestines. Là ruột. Spleen. Lá lách. Gallbladder. Túi mật. Vein.
tĩnh mạch. Artery, động mạch. Pancreas, tuyến tụy. Spinal cord, dây cột sống. Kidney, là thận. Bladder, bàng quang. Các chất lỏng trong cơ thể. Blood, là máu. Saliva, nước bọt. Urine, nước tiểu. Sweat, mồ hôi. Tears, nước mắt. Breast milk, sữa mẹ. Bạn trả lời đúng được bao nhiêu câu hỏi mà tôi đưa ra? Nếu bạn cảm thấy video này có giá trị thì đừng quên đăng ký để đón nhận những video thú vị khác nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.